Nó cha chị chén nhưng cha hé có tất chúng nhau trên trời xin cha cha chúng tôi hôm nay nên chết thần này và chén nữa chúng tròn nữa chúng tròn chúng cha để đến nữa chúng tròn xin chúa thế chúng tròn cha chúa thâm dũng nên chúa chúng tròn hơi sới ra à mình ơi cha kính mừng kính mừng đọc kinh đàng hoàng không nghịch đồ chơi nha. Sáng danh nhìn lên bàn thờ, không phải nhìn búp bê. Sáng danh. Sáng danh. Đức Chúa Cha. Chúng con tại vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn. Đến linh hồn của tôi. Nên chỗ nhìn đây hơn sáng nữa nè. Để chúc cho sáng lên mùa vẻ của chúng amen. Và Chúa cho mến yêu Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Để cho gia đình con. Để cho gia đình con. Một ngày bình an. Một ngày bình an. Khỏe mạnh. Yeah. Hạnh phúc. Xin Chúa thương bên cho ông bà, bên ông bà, bác, bố mẹ, cậu, các anh chị và con một đêm bình an. Xin Chúa thương cho bố mẹ con. Đọc kinh đàng hoàng. Tí nữa nói chuyện tiếp. Lời xin Chúa thương cho bố mẹ con. Xin Chúa thương cho bố mẹ con. Được khỏe mạnh. Màu có gì? Màu đen bé cho con. Cha nhà cũ của con. Nhà cũ cho con. Ngày mai. Ngày mai. Giấy tờ được tốt đẹp. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cho con ngoan hơn. Xin Chúa cho con ngoan hơn. Không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ. Biết vâng lời. Biết vâng lời. Không cãi lại. Không cãi lại. Ông bà. Ông bà. Bác các bác. Bà. Bố mẹ. Con hứa với Chúa.